cho hai cây này bắt đầu đi dọn dẹp cái khúc cái mương này nha các bạn. Để tới đây. Rồi. Lúc nhỏ đây luôn à. Rồi qua góc bên đây mình coi lên nha các bạn. Tới dưới đất luôn rồi. Quá trời rồi. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha các bạn. Xích lên trên để múc cái là nó cắm đậu lọt dưới luôn á. Đó, cái chân nó nhịp nhẹp rồi kìa. Rồi vô chỏ cái nữa. Rồi lên. Vô chỏ. Rồi nhả ra được rồi. Nay xịt lầy quá chừng nè. Quay vòng tròn bóng hới nhỏ luôn rồi. Lên cây cối vô quá chừng không. Ôi bóng hới nhỏ luôn rồi. Rồi đổi qua góc bên đây coi xem cái nha các bạn.
bắt tiêu xích cho này. Tới đất luôn này. Đi. Gặp cái lo nó giờ rồi chạy lên đi. Gặp bít cái lo luôn chạy. Qua đây xem. Không được, lên đây chăng có đống đất kìa. Gào dài dài ra rồi xuống nữa, xuống nữa, để cái gào xuống luôn đi. Xích lên chiếc xe của em chạy dài lên trên kia lại quay to hết được luôn nè. Quá chừng lúng này. Rồi con gấu gào vô. Vô cái chỏ chứ ai. Vô cái chỏ chứ chạy lên đó. Ừ, mạnh lên. Dở lên, dở lên. Ừ. Mắt tiêu cái chữ Hitachi luôn rồi. Chạy sắp tới một miếng nữa. Dở gạo lên mới chạy được chứ. Vô cái chỏ chút xíu để mọi người nó lật cái xe giờ nè. Nghiêng cái dạng nghiêng là múc nó lật á. Múc thử coi. Thấp xuống rồi không đưa cần xuống.
Rồi xong khuyên nhỏ luôn. Rút cái chỗ kia vô. Chỗ tài xế kìa. Chỗ tài xế á. Cái chỗ cháu đèn chớp chớp kìa. Rồi lấy cái gạo qua lại đây. Chạy xích ra ngoài đi, ở đây múc nó nghiêng nó lật bây giờ nè. Giở cần lên. Vô cái chỗ lại. Rồi giở cần lên. Rồi chạy ra ngoài đi. Rồi đứng ở đó múc dài, bỏ dưới cái mương bên kia đi. Xích bả nữa. Đứa cần vô. Sẽ tới miếng cái đất đó chèn đẹp rồi kìa. Này đưa xuống 4 chiếc quậy chắc tanh bành hết luôn á. Từ 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 từ. Thấp ra hạ, thấp ra xuống. Rồi mất 2-3 ngày nó hết cái mương nè. Vô chỗ miếng nữa. Rồi chẳng tu luôn, rút chỗ vô lại. Chạy xích tới nhúng cái gạo xuống nước, cái nó dính đất dữ rồi kìa. Ê, vô sình một bãi đóng rồi kìa. Rồi, cũng chạy tới luôn. Rồi mình xin tạm dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.